Soulmate sẽ quyết định cảm xúc hay kiểu tóc của mình sao? Chọn cái nào giờ ta? Khó quá ta. À, cho soulmate quyết định cảm xúc của mình đi. Mình sợ soulmate sẽ làm tóc tai mình rối bời mất. Con đi học nha, bye bye mẹ. Nhi, mẹ có điều bất ngờ dành cho con đây, chắc chắn con sẽ thích. Wow, túi cun thần kỳ này ngon lắm nè, con thích lắm. Cái này là gì vậy mẹ? Cái này là khuôn kem băng giá, mua một thùng túi cun thần kỳ là sẽ được tặng ngay một khuôn kem này đó con. Wow, trên khuôn có in hình 3D của nhân vật gia đình cun siêu phàm nè mẹ. Ừ, 4 nhân vật là có hạng 4 màu luôn đó con. Thích quá à. Mẹ sưu tập chọn bộ 4 khuôn kem gia đình cun siêu phàm cho con đi. Rồi, người ta khuyến mãi từ ngày 22 tháng 6 tới 31 tháng 8 lận. Bữa nào có đi chợ mẹ mua cho, có cái khuôn này tính ra tiện. Ngoài làm kem thì mình còn làm rau co hay khúc bạch gì cũng được. Con thích ăn kem. Được rồi, vào bếp làm kem với mẹ nhé. Cool hay quá à. Mùa hè đến rồi mà có kem ăn là bá cháy luôn. Mỗi ngày con sẽ làm một khuôn mẹ à. Tha hồ nha con gái. Mùa hè nắng nóng, hai mẹ con mình cùng làm kem đã đời luôn. Dạ. Cùng túi cun thần kỳ làm kem ngon mê ly. Nhi ơi, để chúng ta chờ cá sấu lên bờ đi. Cậu ăn kem gì ngon thế, cho tớ ăn với. Cậu có thôi đi không, làm gì mà cứ cà nhảy cà tân vậy. Tớ đang cảm thấy vui với sảng khoái lắm. Kem cun ngon cực. Nó có nhiều kem cun lắm nè, cậu ăn chung đi. Wow. Cô bé, chạy nhanh đi, đâm chết đây lớn dần đó. Cô ơi, không sao đâu ạ. Cô cứ bình tĩnh đi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô bé, anh bảo vệ ơi, cô bé đó nó không có chịu chạy khỏi đây. Giờ anh dắt con bé ra nhé. Ngốc con chạy đi. Sao cứ đi lòng vòng trong đây, trẻ đang lớn dần dạ, rồi đó. Cháu nên đi mua đồ. Trời ơi, con bé ngốc này, giờ này mua gì nữa. Đã khó tới rồi, nó sẽ làm cháu ngất đấy. Đi theo chú nhanh lên. Ôi hên quá, con bé không sao. Cảm ơn chú bảo vệ nha, chú thật tốt bụng. Cháu gái, cháu bị làm sao vậy? Xém tí là đi chầu chờ rồi đó. Dạ, cháu không có sao đâu. Chỉ tại soulmate cho cháu cảm xúc điềm tĩnh, nên là cháu cảm thấy không có sợ gì hết trơn á. Trời à, soulmate muốn cho cháu chết hay gì? Cho tôi nói chuyện riêng với con bé tí nhé. Con đã nói chuyện gì với chú bảo vệ đó? Mẹ thấy nói chuyện lâu lắm. Dạ, chú ấy nói là chú ấy rất vui khi giúp con thoát khỏi đám cháy của tòa nhà. Với chú ấy nói là chú ấy rất là an tâm khi mà con không bị sao cả. Với chú ấy dặn con là phải cẩn thận hơn ấy mà. Chú ấy nói vậy thôi á mẹ. Mẹ thấy chú ấy có vẻ đặc biệt quan tâm đến con nhỉ? Biết sao mẹ nói vậy không? Vì mỗi lần mẹ đi trung tâm thương mại, chú ấy đều hỏi thăm con. Mà nói chú cũng không đúng. Cậu ta chỉ mới 17 tuổi thôi, lớn hơn con 4 tuổi. Wow, vậy kêu anh mới đúng. Từ khi nói chuyện với chú ấy xong, cảm xúc hạnh phúc của con đã kéo dài hơn 12 tiếng rồi đấy. Con gái à, con mèo của con đã qua đời cách đây vài tiếng mà con còn không quan tâm mà. Mẹ đã chôn cất nó sau vườn nhà rồi. Hả? Mẹ có tiền của con sao? Sao đột ngột vậy mẹ? Mẹ nói đi, bây giờ con phải làm sao cho nó sống lại đây? Mẹ nói đi, con sẽ làm mọi thứ. Tất cả là lỗi của con. Vì con vô tâm, không chăm sóc cho Kitty chu đáo. Thôi nào con yêu, bé Kitty đã quá 10 tuổi rồi. Nó đến tuổi nên mất đi thôi à. Đừng khóc nữa, mẹ thương. À mà khoan, sao trùng hợp vậy ta? Thôi mấy của con bé nghe được những gì mình nói hả ta? Mới hạnh phúc đây, nhưng khi nghe tin đã chuyển đổi cảm xúc con bé rồi. Hồi nãy hai người nói chuyện, có ai đi qua lại ngoài cửa sổ kìa. Hả?
Ban ngày ban mặt, đừng có hù ma tôi nha. Đã gì chứ, cậu nhóc bảo vệ. Tôi là Tommy, thằng bé ấy là soulmate của bé Nhiền nhà ta lắm rồi Nhiền. Con gái, đi theo mẹ, chúng ta đi nói chuyện với cậu ta. Cậu nhóc bảo vệ, sao cậu ở đây? Dạ, cháu chào cô. Cô biết hết rồi, cháu là soulmate của Nhi đúng không? À, dạ là... Mẹ à, đừng làm khó anh ấy. Hử? Hai cái đứa này sao cảm xúc y chang như vậy? Còn cái mặt kia. Dạ thưa cô, chuyện là... Dạ thưa cô, chuyện... Cứ nói đi, cô không có làm gì đâu mà cháu sợ. Dạ, cháu là soulmate của Nhi. Không sao đâu, biết vậy thì tốt. Nãy cô hơi ngạc nhiên nên có vẻ cháu thấy hơi khó tánh chứ gì. Hai đứa ăn kem cuốn đi. Sao cháu lại làm bảo vệ vậy? Còn tuổi ăn tuổi học mà. Dạ cháu làm thêm lúc hè thôi ý. Giỏi quá ta. Anh giỏi thật. Hai đứa ngồi chơi nói chuyện với nhau nha. Không, mẹ ngồi đây đi. Con bé này, ngồi chơi với Somac đi. Cậu nhóc ấy hiền, dễ thương lắm đó. Kem nhà em làm ngon quá. Anh cứ ăn thoải mái đi, hết em lấy thêm cho. Thôi, em để dành ăn đi. Không sao, nhà em mua nhiều sữa tút quân thần kỳ lắm, tha hồ làm kem. Vậy hả? Vậy chúng ta cùng làm kem đi ha. Ok, theo em. Wow, cái này là khuôn để làm kem cool đó hả? Đúng rồi, khuôn kem bằng giá này được làm từ chất liệu silicon mới 100%, không mùi không rách, dịu dai, rất dễ lấy kem ra luôn á. Nè, anh làm thử đi. That's just shit, I'm all been a part of it.